không ạ? Chị ngồi vào chỗ của em nhé. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nói nhiều đến vấn đề văn minh xe buýt, trong đó có thái độ cư xử đúng mực, nhã nhặn, ý thức giữ gìn vệ sinh chung như không hút thuốc, không xả rác bừa bãi hay chỉ làm một hành động rất nhỏ như nhường chỗ cho phụ nữ đang mang bầu, người già, trẻ em và người khuyết tật. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng và có ý thức giữ gìn điều này. Các bạn hãy cùng chúng tôi thực hiện một thử nghiệm nhỏ trên tuyến xe buýt số 50 từ Mỹ Đình tới Long Biên của xí nghiệp xe buýt 10 tháng 10 nhé. Là những lời nhắc nhở hành khách khi lên xe buýt. Hay trong nội quy với mỗi khách hàng khi đi xe buýt có ghi rõ: nhường ghế cho người tàn tật, người già, phụ nữ có thai và trẻ em. Thế nhưng, không phải ai khi bước chân lên xe buýt cũng thực hiện một cách nghiêm chỉnh hành vi văn minh đó. Các bạn hãy cùng chương trình Camera Giấu Kín tham gia một tình huống nhỏ với hai diễn viên Nguyễn Khang trong vai một cụ già và Ngọc Thoa trong vai người phụ nữ mang bầu di chuyển trên tuyến xe buýt số 50 từ Mỹ Đình tới Long Biên của xí nghiệp xe buýt mùng 10 tháng 10 nhé. Lần đầu tiên, các quay phim của chương trình phải tác nghiệp trong một khoảng không gian chật hẹp và di chuyển liên tục như xe buýt. Có rất nhiều khó khăn nên mọi việc đều phải chuẩn bị thật kỹ. Gắn máy quay, thiết bị ghi âm trên xe, điều xe đưa và đón nhân vật với sự giúp đỡ của hai cán bộ, nhân viên trên chuyến xe số 50. Mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất lúc 7 giờ 30. Bắt đầu cuộc hành trình, diễn viên của chúng tôi lần lượt xuất hiện ở những cung đường khác nhau và lên xe như những người khách bình thường. Khi xe ít người, hai diễn viên đều nhận được khá nhiều sự trợ giúp. Bác cao tuổi này thấy bà cụ đã ngay lập tức đứng lên nhường chỗ cho cụ. Thật là một hành động đẹp và kịp thời. Người phụ nữ mang bầu đang loay hoay chưa biết đứng đâu vì các chỗ đã kín. Bạn trẻ này đã nhanh chóng gọi cô tới ngồi chỗ của mình. Với tình huống sẽ có hai đối tượng cần được nhường ghế, trong khoảng không gian rộng rãi hơn, dễ dàng có thể thấy hai diễn viên đã được các bạn trẻ nhường ghế như thế nào. Đi học à? Học ở trường nào? Trên suốt quãng đường ngắn ngủi, bà cụ và bạn trẻ trò chuyện thật thân tình. Dường như hành động đẹp của cô đã khiến cho mối quan hệ giữa mọi người thêm ấm áp và gần gũi. Đây về Bắc Ninh cũng gần nhỉ? Học mấy năm nữa thì nghỉ. Năm nay là bao nhiêu tuổi? Học đấy, học ở trường chuyên cái gì hay là học ở thời điểm xe chưa quá tải, quay phim của chúng tôi đã có nhiều khoảng trống cần thiết để ghi lại nhiều hành xử văn minh đối với cụ già và cô gái. Nếu không có những nghĩa cử đẹp đó, hẳn hai diễn viên của chương trình sẽ phải rất vất vả và mệt nhọc trên suốt chặng đường. Vẫn biết là tình trạng xe buýt quá tải luôn là câu chuyện muôn thuở và không có hồi kết. Song vào giờ cao điểm, chúng tôi không khỏi ái ngại khi hai diễn viên phải cố gắng lắm mới lên nổi xe. Bắt kịp tuyến, trong không gian đầy ắp người và người như thế này, tưởng như mỗi người chỉ quan tâm duy nhất đến việc sẽ đứng ở đâu và như thế nào để tránh va đập vào người bên cạnh.
cái nóng 39 độ và giữa biển người chen chúc, chắc hẳn ai cũng mong mau mau chóng chóng để đến bến mình xuống. Ai sẽ đâu để ý tới một bà cụ, hai người phụ nữ mang bầu. Khó khăn như vậy vẫn có người đứng lên nhường chỗ cho người yếu hơn mình. Bạn trẻ này ngay lập tức đã nhường chỗ cho cụ. Nhiều người nữa. Ngay cả lúc bà cụ và cô gái cùng lên xe, thật may mắn họ cũng đã tìm được sự trợ giúp đầy cao đẹp của mọi người xung quanh. Với hai diễn viên, chúng tôi cũng ghi lại được rất nhiều khoảnh khắc đẹp nhường chỗ cho cụ già, cho em nhỏ, cho những người tàn tật, kém may mắn. Những người nhường chỗ đều làm việc đó một cách tự nhiên. Có lẽ bản thân họ cũng nghĩ rằng đó chỉ là một việc rất nhỏ nên làm khi tham gia giao thông. Nó thực sự không phải là quy định bắt buộc nữa mà xuất phát từ lương tâm, từ trách nhiệm sống với mọi người và xã hội. Để có được lời chia sẻ của những người đã nhường chỗ, chúng tôi đã phải rất vất vả và đón đầu họ. Những bó hoa đẹp tươi thắm chào đón khi họ xuống xe hẳn đã đem tới những nụ cười thật bất ngờ. Cái nhường chỗ xe buýt thì theo mình ấy, thì là nếu như là khi mà thấy người phụ nữ có thai hoặc là trẻ em hoặc những cụ già hoặc những người tàn tật thì nên là mình khi mình thấy lên thì mình sẽ đứng lên để mình nhường ghế cho người ta. Đó là một văn minh đẹp mà, nếu mà ai cũng làm được như mình thì rất là tốt. Em thấy đấy là hành động bình thường của mọi người, nếu mà ai trong tình trạng như em thì họ cũng sẽ làm như thế. Em thấy chị ấy mong bùa bầu thì lên xe buýt thì chật chội rất vất vả nên là em nghĩ là nhường chỗ chị ấy là điều tất nhiên rồi ạ. Em cũng nghe trên mạng rất nhiều bạn vô ý thức như vậy ạ, chẳng chịu nhường mà còn chen lấn xô đẩy ạ. Em cũng thấy rất, nói chung là thấy khó chịu ạ. Vì ai cũng, đây là phương tiện công cộng ạ, thế là ai cũng có quyền lợi riêng của mình, và những người mang bầu hay người già thì họ có thể bất tiện hơn mà nên mình nên có hành động nhường ghế. Trước hết là lên xe buýt thì không nên chen rồi, không nên chen nhau khi mà lên cửa rồi, thì nếu mà gặp người già mà có chỗ ngồi tốt nhất là nhường người ta, vì dù sao thì mình vẫn còn trẻ. Tất nhiên, việc ghi hình trong một ngày chưa thể có được một con số thống kê chuẩn xác, nhưng những gì mà chúng tôi chứng kiến đủ cho thấy việc tuyên truyền ý thức văn minh khi đi xe buýt đã phát huy tác dụng và số đông mọi người thực hiện khá nghiêm túc. Trên chặng đường dài từ bến xe Mỹ Đình tới Long Biên,
Hai diễn viên của chương trình đã nhận được hơn 20 sự trợ giúp, khiến cho việc di chuyển của họ thuận lợi hơn rất nhiều. Thật ra là nếu những người đi xe buýt thì cũng có người có ý thức tốt, cũng có người không có ý thức. Nhưng trong những cái trường hợp mà những người mà không có cái ứng xử nó đẹp đẽ trên xe buýt thì mình sẽ nhắc nhở họ ngay tại nơi tại chỗ luôn, thì người ta sẽ rút ra kinh nghiệm và mình sẽ nhắc nhở thường xuyên như thế, thì mọi người sẽ làm cho cái đó tuyên truyền rộng rãi hơn, thì sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp trong lúc người ta đi xe buýt. Mọi người hãy vì tình cảm con người tốt đẹp mà quan tâm đến những người xung quanh ạ. Dù sao thì cái thái độ con người là luôn muốn tìm cái tốt nhất cho mình, cái đấy là cái bản tính của người ta rồi, không thay đổi được. Nhưng mà vẫn muốn nói là với những bạn mà còn trẻ và có sức khỏe thì nên nhường cho người già, những khuyết tật hoặc là phụ nữ có thai. Những người yêu thích xe buýt của tổng công ty chúng tôi, là chúng ta là hãy chung tay cùng với chúng tôi xây dựng lên một nền văn hóa ứng xử văn minh lịch sự, phấn đấu vào cái mục tiêu của tổng công ty của chúng tôi là xây dựng nền văn hóa văn minh xe buýt. Vấn đề là sự quá tải trên những chuyến xe buýt vô tình đã tạo điều kiện thuận lợi cho không ít những tệ nạn khác nảy sinh. Và vấn đề này sẽ trở lại trong loạt camera giấu kín tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!